Kính thưa quý vị khán giả, có lẽ quý vị cũng đồng ý với Thanh Phương rằng khi yêu thì người ta thường hay thề non hẹn ước, người ta thường hay nói những điều mà bình thường mình chẳng bao giờ dám nói cả. Ví dụ như là anh yêu em nhất trên đời, anh không thể nào sống được nếu như thiếu em. Cái câu đó nghe có vẻ hơi xến đúng không ạ? Nhưng mà khi yêu người ta thích nghe lắm và cũng thích được nói để thổ lộ tình cảm là mình yêu người kia nhiều đến nhường nào. Thế nhưng một khi tình cảm đã nhạt nhòa dần và đến một lúc nào đó cảm nhận được rằng đã kết thúc cho một chuyện tình, thì nhiều người lúc này không thể nào thốt nên được lời là không còn yêu nữa hoặc là muốn chia tay vân vân. Chính vì vậy nhiều mối tình đã chọn một cách chia tay lặng lẽ, đó là khép lại những lần đón đưa, khép lại những lần hẹn hò, và cả hai tự hiểu rằng đó như là một lời chia tay. Thưa quý vị, chắc chắn là sẽ có nhiều quý vị khán giả đồng tình hoặc là không đồng tình với những gì Thanh Phương chia sẻ. Nhưng mà Hoàng Thọ nghĩ là đó là cảm nhận riêng của mỗi người. Và như một lời chia tay cũng là một nhạc phẩm chủ đề mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với giai điệu và ca từ rất nhẹ nhàng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Quân. Hoàng Quân xin kính chào quý vị.
vội tắt chiều hôm. Tình không xa nhưng không thật gần, tình như đã hoài những chờ mong. Tình vu vơ sao ta muộn phiền, tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại, ngỡ chỉ là cơn say. Đóa hoa vàng mong manh cuối trời như một lời chia tay. Đóa hoa vàng mong manh cuối trời như một lời. Xin cảm ơn quý vị.